sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài theo nguồn lực có thể của thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã đồng ý chủ trương triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Sở Y tế và Sở Ngoại vụ về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức đã chấp thuận đề xuất của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống. Học tập và làm việc trên địa bàn trong khả năng và nguồn lực có thể của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế phân bổ nguồn vaccine và tổ chức thực hiện việc tiêm chủng cho người nước ngoài trong thời gian sớm nhất có thể. Sở Ngoại vụ phối hợp Sở Y tế và các cơ quan đại diện phối hợp triển khai tiêm ngừa cho công dân nước ngoài. Trước đó, Ngày 6 tháng 8, Sở Ngoại vụ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêm vaccine cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Theo đó, có hơn 210.000 người có nguyện vọng được tiêm vaccine. Qua số liệu do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán các nước cung cấp, Sở Ngoại vụ đã thống kê được hơn 210.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được tiêm vaccine. Theo Sở Ngoại vụ, từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố, nhiều nước đã chủ động viện trợ trang thiết bị y tế và vaccine cho Việt Nam trong đó phần lớn phân bổ về thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các nước viện trợ trực tiếp như Nhật Bản, 3 triệu liều AstraZeneca, Hoa Kỳ, 5 triệu liều Moderna. Ốc, ngoài 13,5 triệu AUD thông qua cơ chế COVAX còn cam kết gửi 1,5 triệu liều AstraZeneca, Anh, 415.000 liều vaccine AstraZeneca, nhiều nước khác cũng đóng góp thông qua cơ chế COVAX. Đồng thời, tại nhiều nước trên thế giới, công dân Việt Nam cũng được quan tâm tiêm vaccine như công dân nước sở tại. Một số nước cũng mong muốn chính phủ Việt Nam quan tâm hỗ trợ tiêm vaccine cho công dân của họ đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam trên cơ sở đó. Sở Ngoại vụ kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đồng ý triển khai tiêm vaccine cho người nước ngoài đang học tập và làm việc trên địa bàn thành phố trong nguồn lực của thành phố, đồng thời giao Sở Y tế phân bổ nguồn vaccine và tổ chức thực hiện việc tiêm vaccine cho người nước ngoài sớm nhất có thể. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!